còn mình là Simi, annyeong. Hôm nay hai chị em mình sẽ thử thách 24 giờ thử thách sống trong thảm họa. Thế sống trong thảm họa là sao? Hả? Thảm họa đầu tiên, sống chết. Hả? Ghê dữ vậy. Thảm họa số 2, động đất. Gì vậy? Trời ơi, nghe thôi là thiệt đúng rồi. Không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Ok bạn ơi, chúng ta cùng đến với thiên tai đầu tiên ở trong một cái gọi là gì đây? Một cái công sở, công trường ha. Ủa vô đây có thiên tai gì? Thiên tai là gì? Ôi! Ủa sao nhảy cao vậy? Ủa sao bay? Thế cái đầu gì? Ủa gì bay vậy? Tự nhiên mình nhảy một cái xuống mình đi luôn ấy bạn. Chuyện xảy ra vậy alo? Ủa bị bay hết trời hả hay sao? Không, kìa nhảy cái xuống đi luôn. Ủa thiên tai gì trời, tiếng nhảy chưa vậy là bị click rồi đó, bị lỗi đó. Trời ơi, cẩn thận nha. Đây. Chị thấy em không? Đây, chị đang nghe em nhảy là em nhảy á. Và mình chưa thấy cái thiên tai nữa trơn luôn á. Ok. Lava. Có cái bà nội nào lái xe không biết lấy vô lấy ra vậy nhìn. Mà đang cán cái gì đó vậy? Trời ơi, biết lái xe không? À, thiên tai này dễ quá à. Trời ơi, này là lava lan này, có thấy không? Sim vô thử quay em. Em vô livestream trực tiếp coi lava nó có chạy không? Chị thấy lava em thấy nó chạy chậm quá à. Oh my god. Ủa sao mình có thể thua được với cái thiên tai siêu dễ như này các bạn ơi? Thì đây là thiên tai đó, mình chắc là dễ nhất rồi. Sim kìa. Ngoài có gì không, nếu mà có gì mà động đất hay gì nhá, hú gì nha, chị chạy cho kịp. Ô có chụp ảnh à. Ui chụp tách. Ôi cái gì vậy? Ôi tự nhiên có một cái vòng điện. Ôi sao tôi với tu thật vậy? Ủa là sao tự nhiên chị đứng vô cái ô một cái gì vô tù thật? Xin mời em cứu chị, xin mời. Trời rồi chị đâu? Chị mình vô tù thật các bạn không? Mấy bạn nhìn nè. Ngoài an toàn. Yeah! Trời ơi, xin mời em thấy không? Giờ chị mặc cái áo tù luôn em.
nha, bạn nào mà đi học chắc chắn các bạn sẽ biết cái điều mà cực khổ nhất ở người học từng năm từng sáu, trời ơi leo muốn mệt luôn, lúc trước mà mình leo ba là bạn ơi luôn hết trời, bỏ đi học từng ba thôi leo muốn là muốn gãy cẳng luôn các bạn, trời ơi trời mà lát nữa nha có cái thiên tai đó lũ lụt nó cuốn đi cái chết sống chết cái là leo xuống rồi mọi người chứ không đó leo lên cho cố vô leo xuống từ để xem qua từ đứng như này chị nghĩ là mong nó sẽ có sóng gì đây. Rồi bạn thấy không? Nó sập bây giờ leo xuống nè. Ui nó sập rồi. Trời ơi, sao thiên tai nó hay như vậy? Ôi rồi nó sập xem ơi. Này đem ra. Ê nó sập cái nhà. Ui, nói luôn mà. Tôi vừa nói luôn xong các bạn ơi là tí nữa nó mà bị cái sập cái gì mà phải leo xuống mệt giò luôn, nhìn là cái nhà đi cho mình luôn, cái nhà đi cho mình luôn. Người bảo là cái này mà đụng đất cái là vui này, đụng đất thiệt mấy má. Trời ơi, lần sau em làm gì đừng có vui nha em ơi. Rồi nhà đi theo luôn, cái nhà biết đi luôn kìa. Thế. Má chơi nhầm việc hả? Cái nhà đang di chuyển kìa, nhà đang di chuyển kìa, mình đang phóng nhỏ cho bạn xem nè. Trời ơi. Rồi nó nát hết luôn. Rồi đang giật rơi các bạn thấy không? Nó rơi. Nó rơi xuống kia chắc là sơ kìa không? Chị thu nhỏ màn hình đi để cho mấy bạn xem nhỏ. Đây đây. Trời ơi nó rơi ra từng mảnh luôn mấy bạn thấy không? Xay như là xay nước ép vậy đó. Mình đang chơi nhảy cùng với cái nhà các bạn, nó lắc qua lắc lê có kìa các bạn ơi, mày quá. Ôi my god, nó có cái này xảy ra ngoài đời chắc chắn rất là đáng sợ luôn các bạn ơi. Đúng rồi. Ôi, nó văng nguyên miệng kiến em ơi. Rồi xong nhà nát, nhà tan rồi, tan hoang cửa nhà rồi, không còn cái nhà nữa. Khoan, trên kia số nó vẫn chưa rụng giờ. Ủa nếu mà ai đứng trên vậy là tức là chứng tỏ rất là may mắn. Nhưng mà mình nghĩ chắc không may mắn vậy đâu. Không, em ơi, nó xuống cái ọt cái là hết may mắn liền. Trời ơi, hết rồi. Hết rồi. Ok. Cái này cũng nhẹ cũng đúng hơn. Rồi. Ok đó, cũng... bạn ơi, tụi mình đã vượt qua thử thách gọi là đụng đất. Ok. Đúng rồi, đó, không biết quá các bạn gì ơi, bạn đã chơi gọi là cái map đụng đất mà chơi cho mình thấy là hơi đụng đất chấn động rồi. Trời ơi, nhìn nó nát bét luôn. Bán ve chai là một đống tiền như kìa. Giàu luôn. Nhìn nó bấy nhầy luôn. Này là giàu luôn, bấy nhầy luôn. Trời ơi. Thiên tai sao lại? Tại sao thiên tai lại có trường học ở trong này là sao? Tại sao là trường học đây? Là mình hy vọng là lát nữa vô đây không gặp lốc xoáy rồi. Đây, mình có hơn xem thôi rồi. Em đã chữ ở ngoài xấu rồi. Ngoài. Thôi chị thì vô thăm lớp em. Mình vô thăm lớp đi, chị muốn vô thăm lớp coi. Lớp rồi, ok. Đây. Lớp ở ngoài em chăm sóc đây. Đồng hồ điểm nè, đây lớp rồi. Mình nhờ xa lớp quá giờ nha. Ui, lớp. Em theo dõi gì vậy? Em nhảy mà. Em đang nhảy mà. Ê, cái lớp này hay vậy, cái lớp này không có cái ghế luôn, không có cái bàn luôn. Bạn tới đây học hát hay gì vậy? Sao không có gì vậy? Leo lên tầng. Rồi xong leo lên tầng rồi em ơi. Leo lên cao giờ sao đây? Oh my god. Rồi xong em làm sao leo cao? Sao leo cao đây? Oh my god. Trời ơi, từ từ. Sống thần đâu vậy? Leo đầu người ta luôn hả? Không, phải bắt lóc. Ủa giờ sao đây? Giờ sao leo lên chính nóc nhà này, từ sống thần đâu? Rồi sau lưng, rồi sau lưng gì đó gì vậy? Rồi sau lưng. Chị không có nghe, chị không có nghe. Nó bên cạnh. Trời ơi, sao tự nó ra kìa. Đó, nó cuốn một đường kìa. Ôi, sập. Ui, nó cái nhà. Ôi, đất ơi. Ê, cái chuông nó sập với bạn ơi. Trời ơi. Hên quá à. Ôi, may đấy, cái sóng thần nó vừa đi kìa bạn. May mà cái sóng thần nó thấp mà cái trường nó cao đó bạn, nhìn nè. Trời ơi. Là biết vậy mình phải leo lên cái nóc này rồi các bạn ơi. Trời ơi. Nhưng mà chuồng dưới mấy ông chuồng cái dĩa là biết sao không? Nó bị cắt nửa cái trường thôi là mình cũng đỡ. Trời ơi, nhìn ra cái sóng thần đầu kia đi ngang kìa. Ê, nó còn sóng thần nào không vậy? Trời đất ơi. Hết rồi. Ê, cắt trường kiểu này sao học bài nữa? Bàn ghế bấy trơn rồi, học đâu nữa. Giờ còn cái nóc mà nè, lên nóc ngồi nè. Lên nóc nhà ngồi nghe nè bạn ơi. Trời ơi trời. Hết chưa? Xịn nặng vậy? Hết rồi. Đang đợi cái cơn sóng. Ok. Sống thần và hỏi tiếp theo đó chính là sống thần, tụi mình đã thành công. Yes, trời ơi may quá, vẫn còn nhiều thử thách đang chờ đón các bạn. Các bạn đừng quên xem video nha. Và các bạn đừng quên nha, dừng hút chẳng là 5 giây, đừng quên đăng ký cho kênh Sammy Đào sẽ được 3 triệu sub mấy bạn ơi. 3 triệu sub. Các bạn có 3 giây để subscribe cho mình nha. 3, 2, 1, thank you. Đừng quên subscribe và like nha bạn. Trời ơi trời, tôi sắp 3 triệu sub rồi, lỡ like nha. Sim ơi, nhà giàu em ơi. Nhà giàu. Trời ơi, trời ơi. Chứ là
thôi mình tham quan đằng sau là chị thấy có cái bể bơi các bạn. Bể bơi là nhà giàu, bạn nào nhà có bể bơi không? Ui, từ sông mây nó đen kéo tới giờ, từ sông mây đen kéo tới giờ luôn. Từ nhà của sông chớp á. Cái gì vậy? Mới được tặng cái nhà gọi là bạc tỷ bạc gì ui đã vậy, chiêu vậy, chiêu lên cho chị đang bơi, đang nhìn chị bơi à đó. Đây em nghĩ là sống lắm, em nghĩ chị là cũng sống. Nghĩ sống á. Em có cầu trượt đấy, cầu trượt chơi. Chưa đâu. Không em đi không bộ. Có trượt kỳ dạ, thôi trượt được. Ê, đó đấy, nó xem. Ồ, chiều quá à. Mà trời không có nắng nha. Em cảm giác cái sống. Biết sống rồi. Sống rồi. Rồi bay cái nóc nhà, không sao, ít nhất là mình có view đây. Đây, có view. Em sẽ nhìn ra ngoài. Ủa, có biết bạn đứng ở ngoài lúc nè. Đây, để em đứng ở ngoài em hy sinh. Đây. Đâu? Đây. Ui, mình chạy ra ngoài được. Ui, chị chạy một vòng được á. Chị có thể thấy cái nhà. Đây, chị đứng ở chị nhìn. Rồi, nó xong. Ui. Rồi, xong, chị thấy trực tiếp. Nó bay nguyên cái nóc nhà luôn, bay nguyên cái kìa. Chị thấy em đứng ở đâu không? Đứng dưới gốc cây nè, thấy không? Có sấm mấy bạn tuyệt đối không được đứng dưới gốc cây nha, đó là sự thật nha. Đứng dưới gốc cây các bạn sẽ bị sét đánh rất là nguy hiểm nên bạn tuyệt đối khi mà có sấm chớp các bạn không được đứng dưới gốc cây. Rồi đã thử cái nhà các bạn nó nát rồi các bạn ơi, nó có đánh mình không? Từ từ mình thử đứng đây coi có nó có đánh mình không. Mình đang thử sự mực may coi, lát rồi đánh ba đứa rồi lên ăn gà luôn á. Đây mà có cái ui có người bắn sát được rồi. Ui xem thử quay mình thử quay cái sự may mắn của mình ăn đâu. Ui rồi ông này bay rồi không bị gì hết trơn. Ảo ba cả đà vậy. Trời ơi em tôi đứng dưới cây cái đùng cái tự nhiên bay màu luôn mấy má. Trời nè luôn, cảnh đó là cảnh ngàn vàng nha, thật sự luôn. Cái cảnh đó mà đăng lên top YouTube là chị 10 triệu view em ơi. Chị nghĩ là cảnh đó em rất xứng đáng về cái việc mà gọi là cô gái dũng cảm nhất của năm. Ê hồi trước mình toàn trụ sở Roblox thôi, chị ơi, mình toàn nhà lầu xe hơi. Bây giờ nãy là mình nhà, bây giờ mình là công ty luôn rồi á, công ty của Roblox. Trụ sở Roblox luôn à. Trời ơi chị vô xem coi trụ sở Roblox có gì xịn nè. Đây. Trời ơi. Ê sao chị cứ nghi lắm mà mình lên cao lắm mà nó cuốn mình đi vậy. Không, em sẽ giữ, em một là dưới hai là trên. Đó, okay, nếu mà okay. Nó cận lên, em sẽ okay, lên. Đúng rồi, chị đứng dưới cho chắc đi. Chị sợ chị lên xong chị lại dọc xuống bật lắm. Đúng rồi. Nhảy xuống dọc bẻ à. Ôi trời, có bạn này đứng trên này bạn nhảy nè. Rồi đứng đây mình nhảy cũng được các bạn. Để xem quay, quan trọng là mình coi là cái thiên tài là cái gì. Mình coi cho mình phải để coi. Rồi nhảy. Em sẽ nhảy một bộ điệu cha 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 để cho rồi. Cha 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 cha. Đúng rồi. Cây bà lại chơi cái công ty nó bê đi luôn rồi kìa. Lên trên sao nha. Trời ơi nó giật kìa, nó nhảy tóp kìa bạn. Lắc ơi. Em ơi. Ơi nó nó kéo cái công ty đi luôn mà các bạn thấy không? Trời ơi tôi nghi. Đang giật tóp đó mấy bạn. Các bạn thấy không? Giật tóp. Thì chơi công ty mà cũng biết giật tóp rồi bạn. Rồi xong cái logo nó đi luôn kìa. Rồi nó em nó dắt cái công ty đi luôn. Em có bị lọt luôn không vậy? Chị xuống. Em biết nè. Trời ơi, nè. Trời ơi. Đây là đang dẫn chị đi xuống biển nè, thấy không? Đó, chị sẽ đi xuống biển rồi nè. Đó, đây mình thử đứng yên coi nó làm gì. Em thử đứng yên đi em. Rồi, mình đứng. Ủa, yên. Ủa, chị đang lướt bắn hả? Chị lướt bắn hả? Chị đang lướt bắn hả? Rồi. Chị lướt bắn. Đây, đứng đi em. Đó, chị em mình trên ván lướt nè. Lướt trên mặt nước ta như con sông. Đó. Thấy không? Trời ơi. Giống như một người ủi hai má kia xui. Ủa gì vậy? Sao phải kia hai má kia chạm nhau nhảy. Trời ơi. Chúng ta vẫn lướt. Như sắp xuống rồi. Nó sắp xuống bởi xuống. Rồi, xong nó xuống đây rồi đó. Đây rồi, nó xuống cái ván xuống. Xem rớt. Ok, nói chung là với cái động đất này nó dễ. Chỉ cần là cái bạn không được lên cái tòa nhà. Không, nhưng mà nhìn cái đã mắt nha. Cái đồ nó rơi từng từng xuống. Rồi từ từ xuống nhìn nó giống kiểu là mình phá nát công trình á vậy. Phá nát công trình. Ủa bạn mặc đồ đẹp vậy, trang chị luôn nè xem. Bạn này mặc đồ đẹp quá vậy. Ôi. Chúng ta là những người sinh tồn cuối cùng và tiếp theo là map gì đây. Ôi trời mà không mua map nữa chứ bạn ơi, có vẻ là tụi mình là những người có tuyệt đỉnh về gọi là thiên tai bạn ơi đó. Mình đã gọi là gì là cố gắng hết mình á. Nhưng mà nãy chưa là mình thấy thiếu cái map, chị biết map gì không? Lốc xoáy. Đúng rồi. Tôi cần thiên tai, lốc xoáy, nước tôi cũng gặp rồi, lửa tôi cũng gặp rồi, động đất tôi cũng gặp rồi, còn lốc xoáy ở đâu? Oh yeah!
tôi thích công viên. Ủa từ từ đi công viên có cái thảm họa gì cho em? Lên đi chồng cái gì đi chồng này. Em không biết là chịu chắc là bút lên đâu, thôi mày cứ lên nha. Lỡ lên đi em, lỡ có gì vui đi cần. Ôi từ từ đợi đi riêng mà đi riêng đó đi. Ủa sao chị? Ai? Ủa? Xuống đây đi. Đi vô gác đi. Xuống. Đó. Ok. Thôi kìa. Trời ơi, em vẫn quá, các bạn nhìn đi. Thực ra là nếu bạn không biết mình chưa bao giờ đi cái này bao giờ, cái gọi là gì? Vòng xoay này mình chưa bao giờ đi. Ủa, có bạn nào rồi? Lát. Ủa? Ủa gì vậy? Trời bão sấm luôn hả? Trời ơi, trời ơi. Cái là duyên trời mà coi nó đánh này đánh nè. Coi nó đánh này. Rồi nó đánh luôn mình đi em ơi. Nó đánh mình luôn. Cái cục của mình kìa. Không cái mình. Rồi nó đánh luôn mình. Ủa, nó đánh mình kìa. Em ơi, em ổn không em? Em biết nữa nhưng mà chị thấy chiều quá. Chị thấy nó đánh kìa. Giờ đứng luôn. Nó xoay ngược rồi em ơi. Em đừng có đánh nó lăn xuống dưới mà cũng. Ôi trời ơi. Nó chịu quá. Trời ơi. Trời ơi, đang xoay ngược lại. Ê, gì vậy? Ủa vậy? Em nghĩ chị với em lên xuống không? Nhưng mà bây giờ có xuống được đâu. Ui, nó đang. Trời ơi. Trời ơi, cái đồ chị mà bên. Tụi mình sắp nát rồi em ơi, tụi mình sắp nát. Còn cái gì? Em nghĩ là Rồi, đấy, nó xích đu em ơi. Gì vậy? Sống đi có ai nào đâu. Trời ơi. Thật sự luôn. Trừ khi em với chị trốn dưới cái cán. Ủa. Trời ơi, nên là một cái kinh nghiệm cho bạn đó chính là những ngày mưa các bạn không nên đi những cái trò chơi này. Không phải trò chơi này cho mình thì là thôi mình gặp mưa sống đồ ở nhà cho an toàn các bạn, mình cũng sợ lắm. Ủa các bạn rồi. đánh cái da đen luôn rồi vậy. Trời ơi. Ra này cái đang nhắn đánh cái đang thui luôn các bạn. Ôi! Oh my god, cái thiệt tai gì đấy bạn? Mưa lava. Ôi là mưa thạch. Mưa. Rồi cái đầu tôi bay. Ủa vậy là chị là người duy nhất là bị tội tiếp rồi đó sao? Trời ơi, mấy ông gì bắn mà bay cái đầu xoay tròn giống như cục thiên thạch vậy. Ok bạn ơi, thì bây giờ mình không biết cái này là hiện tượng của. Đó là núi lửa. Núi lửa phun trào. Thành thanh niên thì thông minh đó. Ê, lên núi lửa, đúng rồi. Nội nào nguy hiểm nhất rồi đang ông nội cái con nhảy đó kìa xem ơi. Sao nhảy vậy? Đây. Rồi, ok. Tôi sẽ giúp bà. Còn nhớ. Trời ơi, xin mời nhảy xin mời. Trời ơi, tính ra anh bạn thông minh nha. Rồi bạn. Cái này nhảy đi. Đó, bạn thấy không? Tụi mình đang đứng dưới núi lửa và người ta đã ok kìa đó. Nhưng mà làm ơn cho tôi đua được không?
Thôi ôi trời, ủa cái núi lửa đâu vậy, xem rồi chị nhìn coi. Đang đi đua xe mà núi lửa phun trào. Rồi 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 rồi. Cái tóc vậy. Em ơi chạy ra. Chị bay vào rồi. Chạy đi em ơi, chạy đi em ơi. Trời ơi, cái tiệm xe của tôi. Trời ơi. Bị mắc rồi, mắc vô cái đầu rồi. Chạy đi em ơi. No. Núi lửa. Em đang chạy đi, em đang chạy đi, em đang chạy đây. Oh my god. Guys. Trời ơi, đâu bay, đâu bay kìa, trời ơi. Ủa em đâu vậy, em đâu, ô chị thấy em, chị thấy em không? Rồi, chị thấy rồi, 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 bây giờ nhiệm vụ em phải leo lên cái núi lửa. Cho nó an toàn, em đứng đó thôi, thấy chắc không? Thấy không còn quay bò, chị thấy nó không đứng đó càng về sau, nó càng vô em ơi, chị nghĩ em đi. Em thấy ổn không vậy, chị thấy? Không sao, em thấy là ổn, yên tâm, em vẫn còn sống nhăn răng này mà chị lo cái gì trời ơi. Ok, bây giờ mình sẽ thử quay để coi xin có thể sinh tồn được cái núi lửa trong đây không? Thấy đồ đồ văng văng bớt rồi đó. Khoan chứ sao có thể tiêu diệt được em đây. Đứng ngay cái cục gọi là cục lửa. Ui đây thôi, chứ có cái đồ trắng. Ok. I wanna wait. Ui đẹp chưa. Ta 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 ra 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 ra. Nó bị xì lâu hoa sần đó, đúng đẹp luôn nè. Trời như pháo bông vậy đó. Oh my god. Yeah. Vâng. Lại là một mình mình chết. Một mình mình đi. Lúc nào cũng vậy, trong căn nhà này tôi quá đau khổ rồi. Ok bạn ơi, đây là màn cuối cùng để mình xem quay cái gọi là gì ta, cái thảm họa là như thế nào đây. Sim ơi, chị quá mệt mỏi rồi, bây giờ chúng ta cần đi ăn thôi. Nghe bây giờ chúng ta cần đi ăn picnic. Picnic, we have picnic. Em ăn gì Sim? Để coi gì mấy em có gì. Táo, táo, apple. Trong này không có gì trơn, bây giờ mở ra không được. Em sẽ nhảy. Trời ơi, tôi làm ơn. Ê từ từ, có bạn kia leo đây khôn nha, từ từ. Ủa chỗ này được nha, chỗ này trốn được nè Sim ơi. Nhìn nè. Lát nữa mà mưa thiên tai cái là cũng... Đây đây, leo được, ok. Mình phải tìm những chỗ. Cái gì đây? Lửa. Trời ơi, lửa gì đây nè Sim ơi. Lava dừng rồi, lava dừng rồi, lava dừng. Ok, thấy không? Nó lan dữ kìa, thấy không? Ồ, đúng rồi bạn ơi, đây là lava chứ bạn ơi, trời ơi trời. Nó mà lava thì cái thiên tai này thật sự nó rất là không có gì đáng sợ mấy các bạn không? Đây là mình không sợ lắm. Nó xin đang đi kìa. Ổn em ơi. Em mua lửa gì coi luôn. Đâu. Ôi trời ơi, con xin gan chứ bạn ơi. Thật ra cái lava này nó có tiêu diệt được nước không ta? Thật ra nước ở nước kia là làm được, làm khô nước luôn các bạn. Trời ơi, nhưng trời. Mà nó khá là chậm nên các bạn, nên nó cũng không có gì đáng sợ mấy thực sự theo mình. Đây, mình thử đây nha. Thực ra thì nó không hề đáng sợ nha. Đúng rồi, đây là một cái thiên tai khá là nhẹ đối với mình. Đúng rồi, đấy. Nhẹ nhất và mình đã thua với thiên tai đầu tiên, tôi nhung nhớ mà. Ủa nó khô rồi Sim ơi. Nó khô rồi nữa. Ồ, nhưng mà khô thì mình dẫm lên không bị gì mà đúng không? Ồ. Nó thành gọi là hắc diện thạch. Trời ơi trời, còn ngâm nổi kia, đầu kia vẫn nhảy kia thấy không? Yêu đời chứ không? Trời ơi. Rồi, nói chung là mình đây là trong tất cả các gọi là các thiên tai thì mình thì thiên tai này là nhẹ sấm. Thiên tai sấm thì cũng khá là đáng sợ. Đúng và rồi. Thiên tai gọi là mưa lửa hả? Ở mưa trời lửa. Mưa lửa. Gì đó, thì cục thiên thạch rớt xuống thì nó rất là đáng sợ các bạn ơi. Đó, ok, mình nghỉ video này thôi. Các bạn thấy như thế nào, đừng quên comment sao biết nha. Các bạn thấy đối với các bạn thấy thiên tai là đáng sợ nhất, đừng quên comment sao biết nha. Còn bây giờ tụi mình ơi, ở clip sau thì là bye bye. Và các bạn đừng quên giúp em sao được 3 triệu sub nha, nhớ nha. Ok, các bạn đừng giúp ra 3 triệu sub. Sub sẽ like chim nha, nó like chị ấm mất quà và có thể làm nhiều thứ nữa luôn á. Ok, còn bây giờ tụi mình ơi, ở clip sau hẹn gặp lại, bye bye. 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 Hello mọi người. Đừng quên đăng ký và subscribe cho mình và Heo Team nha.